Nhà hàng này trưng bày một cái vây cá mập vĩ đại. Đồ thật đấy mọi người ạ. Đây là súp vây ở phần lưng của con cá mập. Osama プリン. これはマンゴープリン。リア、ハッピーハーフバースデー。Xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà Huyền sẽ đi ăn hàng để kỷ niệm Lia tròn 6 tháng tuổi. Đi bộ từ ga đến nhà hàng mất khoảng 3 phút. Đây đã nhìn thấy tòa nhà của nhà hàng rồi đấy ạ. Đến nơi rồi mọi người ạ. Hôm nay nhà mình sẽ ăn ở nhà hàng Trung Quốc này, ở trên tầng 4. Để coi. これは本物ですよね、マネージャー。本物？本物だよ。本物。すごいでかいじゃん、これ。あ、大丈夫です。ありがとうございます。説明させていただきます。はい、お願いします。お願いします。左から右の順番で説明できます。あとはクラゲの連載でございます。はい、足の部分でコリコリ食感特徴でどうぞお召し上がりください。下の方はアンズとパパイヤの甘酢漬けでございます。はい、次の方はエビの塩蒸しでございます。はい、3番目の方はですね、カツオのザンラーソースで。Ừ. Ừ. Ừ. Wow, đúng là phong cách Trung Hoa. Sao dĩa và bát đĩa đều màu vàng trông rất là sang trọng. Kanpai. Shashu desu. Itadakimasu. Bây giờ Huyền sẽ ăn món đầu tiên là món zensai ấy mọi người. Giòn 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 giòn. Đến món thứ hai. Và đây là món súp vi cá mập. Thì vi cá mập cũng có rất là nhiều loại. Cái loại này mà hôm nay nhà Huyền đặt để ăn á, là vây ở phần lưng mọi người ạ. Phụ thuộc xem là cái phần vây cá mập ở vị trí nào thì sẽ có cái loại nước sốt để ăn kèm phù hợp với cả cái vị trí đó. Thì nhà Huyền gọi là phần vây lưng, thế nên là nước sốt sẽ là kimchi camo được hầm từ thịt vịt và giăm bông. Ăn nó giòn giòn sật sật. Đây Huyền nghĩ là mộc nhĩ trắng. Ô, cái vây lưng này to quá trời quá đất luôn này. Cái vây cá mập này ăn sao nhỉ? Rất là dính răng nha mọi người. Ăn dính răng quá à. Mà cái nước súp này rất là ngon. Đến món tiếp theo. Đây là xíu mại vi cá mập. Còn đây là nem rán kiểu Trung Quốc. Ga này là một trong
trong những ga trung tâm của Tokyo tập trung rất nhiều công ty lớn. Từ phòng nhìn ra được cả tàu đang chạy nữa này. Tiếp theo là món thịt. Đây là món thịt bò hầm rượu vang đỏ. Nhưng mà điều đặc biệt đó là đây là phần thịt má của con bò. Mỗi một con bò thì cái phần đầu ấy chỉ có thể lấy được từ 1 đến 2 kg thịt má thôi ạ. Yawaraka, mềm quá. Tiếp theo là món hải sản. Đây là tôm sốt cay. Còn đây là tôm sốt mayonnaise. Giới thiệu đến mọi người món trà hoa của Trung Quốc có tên tiếng Nhật là Senichi Kocha. Trà này vị thanh và thơm lắm. Cái trà hoa này Hirokai Fuku no Koka ga arimasu yo. Kore wa ne Osama Plin. Kore wa Mango Plin. Noko Anin Tofu. Anko haitteru manju. Cái bánh bran này rất là béo và ngậy mọi người ạ. Có hơi có vị dừa. Lia, Lia, happy, happy, half birthday to you, happy, half birthday to you. Nhà Huyền ăn xong rồi, trước khi đi về đi dạo bộ khu Ginza ở gần đây. Khu Ginza này là khu đất đắt nhất Nhật Bản, ở một mét vuông có giá là 8,1 tỷ Việt Nam đồng. Đại gia cũng khó chen chân lắm ạ. Khu này rất là hào nhoáng, tập trung giới siêu giàu và rất nhiều shop đồ hiệu. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ Lia nhé. Hẹn gặp lại.